tiên tổ đời đời hương khói của họ sông soi chấm ngoài ngày thank you.
sầu muôn đời. Mưa rừng xa thao tường quả sông ứng đạo dược lên nay trời tây chút tòa sen. Bye.
mình sắc nghi, nhằm sắc nghi
riêng ông vị chắc chắn là riêng khuôn phù họ đặng đời đời được vinh hoa. Vật sự dâng lên giao chú họ đặng có sự dâng lên đức ông tâu đời chú phê rõ ràng khuôn phù họ đặng mình nhà cửa nhà phú quý an khang họ trường độ cho sức mạnh đôi đường khai sáng cho trần ông thì khai sáng cho trần khai danh khai diện cho trần từ nay khai thông trí tuệ cho trần. Thank you.
tiên ma tứ phủ khai cung tài đầu khai đường công khai pha tấu điều quan thịnh phật kỳ an cung nghi hội đồng tiền thanh tam tứ phủ công đồng cùng cống kim ngân long chu tường mà mã hình thương chúa chào tham đông kiêu lý thảo tiếng sương trang bài tạ thiên quan loan gia thương đồng xa mối thân căn hình nhân thế mạnh giải hạn công ách trừ tai bái tạ gia tiên thi thực cô hồn cất cầu công thi pháp đàn đệ tử vừa xa nội bình an tài lộc vượng tiến thương mãi hành không công danh thành đà tật bệnh tiêu trừ thần cung khang thái tăng duyên phúc thọ sự kim vị mộc ân thanh đồng trần văn hải bản mệnh sinh ư canh tốt thiên đại vị đại tô tin chủ giám đốc nặng ngọc bảo bản mệnh sinh ngư kỷ dậu liên phó giám đốc bùi trọng ý bản mệnh sinh ngư đinh dậu liên phó giám đốc nguyễn văn diệu bản mệnh sinh ngư canh tuất thiên trưởng phòng kỹ thuật nguyễn thanh thăng bản mệnh sinh ngư nhâm tuất thiên kế toán trưởng vũ thị nga bản mệnh sinh ngư nhâm tuất niên kế toán viên nguyễn thị thành bản mệnh sinh ngư vĩnh gần liên hợp đồng cán bộ công nhân viên công ty đảm thành tâm tiên lễ cấp cầu công ty trách nhiệm hữu hạn như nam kinh doanh hành thông tình vận tải như xuyên trí nộp từ vân ai tức nhân ngưỡng căn long nhan phủ giám quỳ tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư chân thế hạnh lại thánh mô thi sinh thành cấu bẩm cư thiên phủ hiên bảo hiệu kim bằng vô thanh được cầu phi câu đạo hạt đắc an ninh do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết kim ngân thịnh cúng phu trần phủ hữu sơ văn kiển thân thương câu cung duy trần triều hiển thánh nhân vũ hưng đào đại vương ngọc bề hà trần triều vương cải thánh phủ vương mẫu vương phi phu nhân điện hà trần triều vương tư vương nữ vương tế vương tôn gia phong đại vương điện hà trần triều ngũ vị đức ông cập tứ vị vương tử hưng vũ hưng nhiễn hưng nhược hưng trí đại vương thánh tiền trần triều đệ nhất viên thanh hiệu triều nghĩ công chúa đệ nhị đại hoàng hiệu đào hóa công chúa thánh tiền tả hữu công đồng ứng ban văn võ ngũ hộ thần quan thánh tiền phục quyền đại vương nguy nguy thánh đức đăng nam thần công hộ quốc cứu dân trừ tà phụ chính thân gia diệt biến giả lai từ đông từ tây từ nam từ bắc quốc cứu tư gia cứu hoa tư hoa nhi xuân nhi hạ nhi thu nhi đồng chân vô tư bình tận chính đa quân hoa phù kim tam phong đa đô trọng đồng tình đảng thần hạ tình cố nhân kê kiết bệnh danh chi trí cẩn sớ thiên vần gia thiên niên chính nguyệt sơ cửu nhật hảo thời tín chủ thành tâm phục phần thần đệ tử con hòa lam tấu thượng cánh sơ hồng đệ tử dân cánh sơ hồng dân trước công đồng phật thành chính chính đệ tử có sớm tâm trình được ông tâu đời chú phí rõ ràng phong phú đệ tử nhà anh đắc tài dài lộc giàu sang đời đời một mùa xuân hạ cho tốc độ và xóa được cái từ ta kết bạn cái tự trường sinh
đáp ơn lễ thiên đình ta cho hội đồng chư tăng, ta xin hội đồng chư tăng và thánh ban phúc ban đức ban tán thủ nhang đầu đề thu lên bản điện bản phủ ngày một đông nhang sang nhà, ngày một đông nhang sang lễ tuần thập phương về chiêm bái sở kệ tại kim đô bình tử sau ta ban khen ban thưởng cho thanh đồng thủ viện dấu phân nhang sang đệ tử trong nước chủ như ngoài nước và chứng lễ chứng bái chứng kêu chứng cầu giọt dầu miếng nhang tờ đưa cánh vàng tờ vàng chúng ta tờ tặng số kinh ngân tờ mạng phát hiện phía trước ta đòi cho cái gia chủ họ đặng đặc biệt là công ty như nam đức vốn của bạn biết chúng hạ thu đông được bách bệnh tiêu tan được vạn bệnh tiêu tán chúng ta cắt thánh được hạ bảo bình an được thu tống tai ưu đông linh bách phúc ta sang ấn sang quyết khai tâm mở lối mở trí khai tuệ cho cái đặng ngọc bảo cao tay ấn giỏi tay lệnh mở lời trần thấu mở khẩu thần thương trong những khu vực địa phương mà vươn ra tới tầm quốc gia để được tên quan anh thương xứ quan nhân nhiều bao nhiêu hợp đồng bao nhiêu dự án được về với mình để thứ nhất xây dựng quê hương hồng lĩnh ngày một khang trang thịnh vượng để mai này lên thành phố thứ hai là để cho các công ty đồng nghiệp anh em theo với mình 20 năm nay để được song hành phát triển đặc biệt ta đọ cho trong gia trung cho phu thê như loan như phượng như sắt như cầm sức khỏe được đề đa thì bạch bệnh chúng ta được bạch bệnh chúng tán lộc thì tăng ngày một tiếng ta đọ cho trong anh em gia trung trên thuận dưới hòa thế bảo thế nghiệp ta đọ cho các nam tử cho đường trung danh phú sản sau ta ban khen ban thưởng cho cái pháp văn lời hay văn giỏi có trí có tâm cầu thủy đức độ ban khen ban thưởng pháp văn cung đàn cho nhị vị quỳnh viên cho đồng quan lính thánh đồng gia bản hội hòa trần ngày hôm nay đã về chiêm bái cửa dinh đô để phổ phúc phổ tài cho gia đình hòa đại ban khen ban thưởng cho toàn thể đồng gia hơn 20 gia chủ gần 100 nhân chủ là ống chư gia ở đây được sức khỏe đề đa cho mặt cung gia đình mặt tắm gia đường cúng chiếu học hành được minh sáng láng năm canh ngày 8 tiếng ăn ngon ngủ trí sức khỏe đề đa ta ban khen ban thưởng cho cái pháp sư pháp văn chu tâm đạo phụ nhé ha thanh ông nhi có lệnh truyền xa các quan quỷ bộ nghi cô đệ nhất tức mạng xưa là đất mi mi cho ngoài thành ra hồi danh gọi đại hoàng vương cô đôi danh gọi đại hoàng cô thông minh chính trực nghi đảm đang nghi trong chiều suốt tơ mơ trong xa cửa suốt nghi tơ mơ thôi cô bé cửa suốt nghi có lá cờ của phòng xa nghi nập ở hướng đông đến thời cậu bé nập ở hướng đông thì người cậu bé quang chi yêu bao la như dưới vầng nguyệt soi cho lõi nam thiên đền thờ phóng nguyệt vô biên gió thu dịu dắt nhí chuông việt nhạt khoa trên niềm đáng đồng tuồng công chúa giáng sinh kỳ
giáng vào lệnh tổng nghi phúc ngày ngày nguyện ca niệm xa uy mang trao dưới trướng chúa sáng trần phép tiên thần hình trên đông đông nghìn xưa
dâng lên Tam Bảo độ trì mười phương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xem giảm nhí. Chúa ban cho phú quý giàu sang, công thành danh đạt mọi bề hạnh thông nghi. Này Chúa thề chứng quả cho dân. Khai danh khai diện cho người trần gian như Chúa khai thông trí tuệ cho trần. Trần gian ai biết
xa xa trông như nắng tình đứng đi hái hoa trên ngàn xa đứng bên ngàn sao và con chim rừng ca hót xót xa đại chúa về con suối nước hoa thắm vàng cây che nắng gió lay cành đa chân chúa bước quan tài nhẹ nhàng mắt long lanh môi như hoa xa xa như ngọc và suối tóc biết tiếng thơ bay quan xa về đâu
Chúa mang lại dân cho đời. Gieo lúa mạch ngô khoai sắn đổ cho loài người chăm họ yên vui non xanh cảnh vật xa vời. Xuống suối ngược về để ông tiên khắp mọi miền cứu cầu
Đường quanh con
đường quanh có mến dốc núi quanh đèo, suối chảy trong veo nghe tiếng xa reo. Từ ngàn xa chân chùa bước ra, đi hái hoa cho đi hái trà. Rừng âm u cất cao tiếng ru, gọi cánh rừng ngợi cánh rừng ơ. Trần gian ơi, chú về đây chơi, thanh đồng ơi, đón chú về đây chơi. Thank you.
sao Chúa xa về tới đất hòa bình. Kính năm niệu rõ ràng năm phương, năm niệu rõ ràng nghề phương bản cảnh chúng ta năm phương hồi đến nhật tôn ông thịnh người con lớn đệ nhật tôn ông là năm tóc sáng để chung quan hệ nhật hùng. Thank you.
sớm dâng lên gia phúc họ đặng con này có sớm dâng lên quán đệ nhật chúa phê sóng sàng để cho gia chủ nhà an nhi cửa nhà phú quý an khang thọ trường một mùa xuân hạ thu đông. Xuân cầu lộc thu đông cầu tài mùa hạ tống chi ta xa gần phải về lòng tôi.
nghi. Thank you.
trong nghĩ con.
bầu trời cánh Phật, đôi cánh vân cao vút mờ xa, đôi nắng phố cắt vào xa, sớm nghe tiếng hạc chiều tà biên xưa. Sâm lồng cửa thiên môn lồng 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 uy quang tôn quang chính ngực ngài vàng kiếm chi tam giới ngọc hoàng nghi sang phong xoay vòng hướng xa thẳng xa kia.